Đây là cái mô hình kỹ thuật trồng đậu que tại vườn. Thì ai có nhu cầu trồng đậu que thì có thể tham khảo ở đây. Thì trồng tại nhà để ăn thôi, không cần bán gì hết. Thì bà con xem rất là sai. Đậu que sạch, không thuốc. Trái rất là đẹp. Thứ nhất về thời vụ thì đậu que có thể trồng được quanh năm. Còn có vụ đông xuân thì chúng ta gieo vào tháng 11, tháng 12 dương lịch. Còn vụ hè thu thì gieo vào tháng 5, tháng 6 dương lịch. Thì vụ trồng tháng 12, tháng 1 dương lịch đó, thì cái tháng này thì người trồng thì dễ bị ruồi đục lá, cái sâu bẻ bùa thì nó thường gây hại nặng. Còn vụ tháng 7, tháng 9 thì có sâu thân phát triển mạnh. Thứ hai đó về cách gieo. Chúng ta gieo từ 2 đến 3 hạt trên một hố. Sau khi gieo á, thì ta rải một lớp đất mỏng phía trên. Rồi trước khi gieo á, nên tưới nước lên đất trước, và sau khi gieo thì chỉ tưới ít nước để cho hạt dễ nảy mầm. Tránh tưới nhiều quá thì hạt hút nước nhanh, làm cho rách vỏ hạt và hạt không thể mặt được. Về khâu chuẩn bị đất á, thì có thể trồng trên được nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất là loại đất thịt pha cát và dễ thoát nước. Đất cần được phơi ải trước khi lên luống. Về khoảng cách trồng á, thì luống rộng từ 1,2m, cao từ 15 đến 20 cm, thì hàng cách hàng từ 80 đến 100 cm, còn hốc cách hốc từ 20 đến 25 cm. Thì ta gieo 20 hạt trên một hốc. Thì về cái cách bón phân á, thì chúng ta trước tiên ta bón lót thì gồm phân chuồng, hôi mục và lăn, ure và KCL. Rồi cái về cái bón thúc á, thì lần một á, thì sau khi trồng từ 12 đến 15 ngày sau khi gieo á, thì chúng ta nên bón ure và KCL. Và lần hai á, là khi bắt đầu mà cái đậu que á, nó ra hoa rộ, bắt đầu có trái á, thì chúng ta cũng bón thêm ít ure nữa. Thì cũng có thể dùng phân bón lá vi sinh hoặc phân hữu cơ, phun thêm từ 12 đến 15 ngày sau khi gieo hạt cho đến khi thu hoạch á. Về biện pháp phòng trừ sâu bệnh thì bà con cũng chú ý là đậu que thì nó có các loại sâu bệnh hại chính như là giòi đục lá, sâu đục quả, giòi đục gốc, rồi bệnh đốm lá. Thì các biện pháp chăm sóc canh tác như bón phân cân đối nè, cắm chà nè, làm vàng nè, tưới nước, bón phân đầy đủ thì giúp cho khả năng chống chịu sâu bệnh nó tốt. Và nếu mà có điều kiện á, thì bà con có thể áp dụng các biện pháp như che phủ bạt ni lông á, thì cái này thì mình trồng ăn thì không cần máy đâu. Còn các loại sâu như sâu đục quả nè thì chúng ta cũng có thuốc trừ bệnh như là thuốc Phonton 5.0ME, Supergen 600EC. Thì lưu ý thì việc chúng ta phát hiện sâu bệnh á, thì chúng ta nên phun thuốc kịp thời. Còn với những bệnh á, như ở bệnh lở cổ rễ thì dùng các loại thuốc như là DeepC 750 WG, với lại là thuốc Hao 600WG. Thì ở đây thì các loại thuốc đó thì ở tiệm bảo vệ thực vật ở địa phương thì ai cũng có bán. Còn đối với bệnh trên lá thì cũng có thể trị một số loại thuốc như là DeepC 750 WG. Thì qua đó thì clip này mình quay thì chỉ là trồng tại hộ gia đình để ăn thôi, nên bà con nào có nhu cầu trồng rộng rãi để bán thì cũng áp dụng được phương pháp này. Làm vàng thì vàng nó cũng rất là dễ, có thể làm vàng tre, vàng cây bình thường. Thì cảm ơn bà con đã xem clip này. Chúc bà con có một cái kỹ thuật trồng cây đậu que nó thành công và tốt đẹp.